Tôi bị tiền đường người. Nhìn giống như cả thằng còi nhà cô nó vẽ bậy ấy. Chúng mày chả biết cái gì hết cả. And
Tiểu đêm, tiểu bút, tiểu xón, tiểu nhiều lần, viêm bàng quang, kể cả u sơ tuyến tiền liệt đã điều trị nhiều nơi, uống nhiều loại. Mà tay chẳng thó thôn nào đâu.
Thank you.
Bye.
Tôi cứ tưởng tôi phải đeo kính áo suốt cả cuộc đời cơ. Nhưng rất may tôi đã nhờ được bài thuốc